khỏe và sắc đẹp là vàng. Ý Nhi xin giới thiệu những sản phẩm 100% đến từ Okinawa, Nhật Bản như Phục Quy Đăng giúp cho ngăn ngừa ung thư, giấm đen thải độc và làm bụng nhỏ, nước xanh trường thọ giúp hạ đường trong máu, linh chi và nghệ, trà trường thọ, trà linh chi, dầu gan cá mập, sùng cá mập. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-981-6555, 714-981-6555. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Ý Nhi. Hôm nay trò chuyện với một người chị rất dễ thương, đó là chị Thanh Lan, và cũng như một người anh, đó là anh Thế Dũng. Nói tới chuyện ngày xưa đó, giống như mình nói, mình gợi nhớ lại những cái kỷ niệm đó chị. Nó vui lắm phải không chị? Bây giờ nói tiếp như chị nói cái chương trình của chị nè, rồi chị đóng phim nè. Thì cái thời đó là cái thời là gọi là vàng son của chị. Chị có thể kể thêm có những cái chuyện vui buồn mà trong cái thời đó mà chị đã trải qua trải qua không chị? Thì hỏi bất chợt có chẳng nhớ chuyện gì, nhưng mà hồi nãy mình đang nhắc tới Di Độc Lập đó, thì cái lần đó là năm đó là mới có 22 tuổi thôi à, thì đóng phim Tiếng Hát Học Trò đó, thì được giải của văn học nghệ thuật, thì rất là hồi hộp, mình cũng không biết là nên mặc cái gì, nhưng mà mình hát Tiếng Hát Học Trò thôi, mình hát áo dài trắng thì cho nó chắc. Áo dài trắng thì đi đâu là cũng dễ thương. Và kỳ đó thì lúc mà lên trao giải thì Tổng thống Thiệu có hỏi là đóng phim từ bao giờ vậy? Mình nhớ câu đó hả? Là mà hồi đó thì thưa quý vị, Thanh Lan nhát lắm, đâu có biết nói gì đâu. Dạ cũng mới đóng. Nhưng mà chị Thanh Lan có một cái image là chị mặc áo dài trắng. Dạ đúng rồi. Đấy, đó chị? đó là một cái điều rất là lạ, tại vì suốt cái thời gian mà Thanh Lan đi học trung học ở trường Pháp đó thì toàn là mặc áo đầm đi học chứ đâu có bao giờ được mặc áo dài. Nên là trong lòng mình á lúc nào cũng mơ ước được mặc áo dài. Thì khi mà vào đoàn của sinh viên học sinh nguồn sống để hát á, thì lại toàn là hát dân ca Việt Nam à. Mà là được mặc áo dài trắng. Cho nên đó là một niềm hạnh phúc, một sự sung sướng. Và vô tình thì là cái hình ảnh Thanh Lan lại không phải là với áo đầm mà là với áo dài trắng. Nói tiếp bây giờ chị qua bên này, chị đi hát cũng gần 20 năm nay rồi. Chị làm sao mà chị có thể chị maintain cũng như là chị giữ được cái giọng hát của chị nó vẫn ngọt ngào vậy chị? Mình ngọt. Có cần ngọt thì chắc là trái tim mình phải ngọt ngào trước tiên, tại vì Thanh Lan vẫn thường nghĩ rằng cái tâm tính mình như thế nào thì nó ra cái giọng hát như vậy. Hay, chị nói vậy chứ em cũng nhiều khi mình cũng vui tính, mình cũng không có ra được cái giọng như chị. Nói chứ trong giới chị em nghệ sĩ thì chị Thanh Lan có một cái tính tình rất là dễ thương, như quý vị cũng đã thấy. Chị cách thức chị nói chuyện rất là mignon. Cảm ơn em. Tại vì cái đó đúng đó anh, tại vì cái bản tính của mình á, giống như chị lúc nào cũng vậy, em cũng thấy chị trẻ trung, nói chuyện rất là dễ thương. Vì không phải là vì cái tuổi tác của mình không chị ha, là mình phải có một cái tính tình hòa đồng và cũng như dễ chịu, thì bây giờ nói đi hát của chị như vậy nữa, cái giọng hát của chị nó không, em không thấy có cái gì sự thay đổi hết. Thì cũng cố gắng, với lại cũng may là được cái gene của bố mẹ đó. Bộ jean của bố mẹ trẻ dai lắm. Vậy vâng, nên là cũng cảm ơn trời. Chứ còn mình có muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được, thì trời cho gì nhận cái đấy. Tuy nhiên là thì Thanh Lan có một cái là cái tính tình từ hồi đi học tới giờ, nghĩ về cuộc đời như thế nào, hay về con người như thế nào, hay về âm nhạc như thế nào, về tình yêu như thế nào, thì nó cũng y như vậy, không có gì thay đổi hết. Dạ. Rồi lúc mà chị đi hát như vậy, thường thường á, bây giờ thì em, tại vì em không có hoạt động nhiều, nhưng mà thì bây giờ lúc chị đi hát á, thì chị hát những cái bài nhạc Tây cũ nhiều hơn là hay những bài nhạc Tây mới nhiều chị? Thường thường á, là thưa quý vị, Thanh Lan thì thích chiều khán giả lắm. Dạ. Cho nên là trước khi có một cái show nào thì Thanh Lan hay hỏi khán giả là có yêu cầu gì thì nói trước đi nha, đừng có nói bất tử, tới lúc đó là không có sẵn sàng đâu đó. Nhưng mà tuy nhiên thì đa số, dĩ nhiên là quý vị yêu cầu những bài nhạc cũ,
Tại vì những bài nhạc cũ đi đôi với những kỷ niệm mà quý vị đã có khi mà quý vị nghe bài hát đó. Quý vị nghe bài Thanh Lan hát một bài hát, không phải là quý vị nghe cái bài hát đó, mà quý vị còn song song đó nhớ tới cái thời gian đó. À, lúc đó là mình đang ngồi tại đâu này, với ai nè, rồi mới nghe cái bài này của Thanh Lan nè, hay là đi đâu nè. Rồi mà không phải là ở Việt Nam không, mà cả những quý vị mà khi mà ra khỏi Việt Nam á, thì có tâm sự với Thanh Lan là đi vượt biên, đi khỏi Việt Nam chẳng đem gì, chỉ đem mỗi cái cassette của Thanh Lan. Dạ, và qua tới, dạ, qua tới hải ngoại thì chính những cái tiếng hát của Thanh Lan an ủi các bạn ấy rất nhiều. Thì cái điều đó khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Tại vì Thanh Lan nghĩ rằng cái tiếng hát của mình ít nhiều cũng đem hạnh phúc tới cho tất cả những người Việt Nam trên thế giới. Có khi nào chị suy nghĩ là chị sẽ về lại bên Việt Nam mình trình diễn và cũng như hát cho tất cả đồng bào nghe không? Thú thật là lần xa quê hương là trên 20 năm rồi. Dĩ nhiên là nhớ nhiều kỷ niệm buồn cũng như kỷ niệm vui. Cho tới bây giờ thì cái cuộc sống tại hải ngoại nó vẫn còn tất bật và nhiều lo lắng, chứ không phải là thuận lợi hay là dễ dàng, nên là cũng chưa nghĩ tới, chuyện về Việt Nam. Dạ. Yeah. Nhưng mà chị vẫn thường đi show, đi Âu Châu và cũng như Úc Châu và dạ, cũng như toàn Canada, nước Mỹ này. Mỹ, dạ. Có khi nào chị thấy chị mệt mỏi quá, chị muốn ngưng, chị không muốn đi khác, chị muốn retire không chị? Dạ không có, Lan thích đi máy bay lắm. Sao? Không thiệt, không thiệt. Lan ngủ trên máy bay là ngon hơn là ngủ trên giường tại nhà. Trời ơi. Dạ, cái đó là cái chuyện rất là kỳ lạ. Mà Lan mà được leo lên máy bay là con người nó hăng hái, nó giống như là mình đang đi gặp một cái gì mới mẻ lắm. Cuộc đời mình nó vui vẻ lắm. Và khi mà máy bay vừa cất cánh lên là Lan ngủ liền. Ngủ. Cho tới khi mà giật mình tỉnh dậy là sắp đáp xuống rồi. Nên là đi máy bay không có mệt, thưa quý vị. Wow. Vậy có khi nào chị đi máy bay mà máy bay nó bị anh mới không đi máy bay ngày đấy, em cũng đã từng đi show rồi. Cái máy bay mà nó bị nó muốn nhìn, nó muốn sắp rớt vậy, chị có không, khi nào chị là không có bị, là chỉ có mỗi một lần thôi là kỳ đó là đi máy bay từ đâu về đâu lâu có quên rồi. Nhưng mà vì cái thời tiết nó không được tốt, rồi cái thì là phải dồn một số vào một cái máy bay lớn, xong rồi còn lại có mấy người không đủ chỗ nên họ cho vào cái máy bay gì mà có 30-40 chỗ, thấy ghê quá trời. Thì kỳ đó là lần duy nhất mà Lan leo lên cái máy bay đó mà nó như là chiếc lá. Trời ơi. Chiếc lá giữa dòng, trời ơi, sợ quá trời. Đó, một lần đó thôi, vậy thôi đó. Dạ. Chị đi có thể là không có như là không ít đâu nha, chị đi có thể là hơn 100 lần, mà chỉ có 1-2 lần là chị quá lucky. Tụi em đi, tụi em rất là sợ, là vì mỗi lần đi là cứ không phải là mình chết thì ai mà cũng sợ, mà cái máy bay đó sợ nó cứ lên xuống vậy nè, nó làm cho mình khó chịu, đúng không? Em biết anh có bị có chưa anh? Có thì vô cái vùng ấy là như là bị turbulence đó. Nó kêu là thu đe đó. Nó vào một cái chỗ mà nó bị không khí nó làm sao á. Nên là nó cái máy bay nó làm cho nó làm giống như nó muốn rớt, mà nó không rớt, nó rớt nó làm cho tim nó lên xuống. Vậy nói tới bây giờ qua bên này, anh chị gặp lại nhau bên này, như là anh Thế Dũng với chị Thanh Lan đã hợp tác với nhau được nhiều show chưa, hay là lần này là có thể nói là lần đầu tiên mà gặp lại với nhau mà lại cộng tác chung với nhau? Lần này là lần thứ ba. Đấy, lần đầu tiên thì cách đây cũng khoảng hơn 10 năm rồi, thì chúng tôi tổ chức cũng là New Year's Eve đó, cũng năm đó cũng mang nhạc Trung Nghĩa, cũng có Thanh Lan. Oh. Cái năm đó rồi, mới đây là cái show Halloween hồi tháng 10 năm vừa rồi. Chị có đúng rồi, mình có nói là có Thanh Lan. Đêm đó là vui lắm, nhờ bà vui lắm. Nhờ bà nhờ bà làm ma hả? Chứ cái đêm đó bây giờ mình có thể bật mí ra rồi, cái đêm đó chị làm cái gì vậy? Không có đâu, có ma miết gì đâu. Hôm đó thì cũng mặc áo đầm đen, cũng làm bộ phụ chú đeo mask chứ. Vui quá. Này cái đây quý vị. Nhưng mà chị lên lên là tất cả mọi người đều
không nhảy mà cứ đứng mà vỗ tay và ngắm cô chụp hình. Người ta đang hát mà cứ xông lên sân khấu chụp hình. Tại vì chị Thanh Lan thực ít ra chị đâu có xuất hiện ở đây nhiều đâu phải không chị? Vâng, đúng rồi, đi hát xa nhiều hơn. Đúng rồi. Để em vào quảng cáo rồi em sẽ hỏi chị thêm về cái vấn đề đi show. Xin quý vị đừng rời làng máy. Sức khỏe và sắc đẹp là vàng. Ý Nhi xin giới thiệu những sản phẩm 100% đến từ Okinawa, Nhật Bản như Phục Quy Đăng giúp cho ngăn ngừa ung thư, giấm đen thải độc và làm bụng nhỏ, nước xanh trường thọ giúp hạ đường trong máu, linh chi và nghệ, trà trường thọ, trà linh chi, dầu gan cá mập, sùng cá mập. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-981-6555, 714-981-6555.